Bạn công chuyện ngồi bên bữa nay Michelle sẽ trổ tài nấu nướng nấu một cái món gọi là bánh canh mặn. Thì chạy với Michelle nha. Đã chợ rồi. Mình sẽ lấy ba hộp. Là có hầm bịch tên. Lấy cái cố. Lấy mấy lon con? Hai lon. Rồi cái món cuối cùng mình sẽ lấy chicken broth, là súp gà. Ok. Bây giờ mình mua xong rồi bây giờ về thôi. Đây sẽ dọn nó lên. Để một cái lon chicken broth. Rồi lấy miếng. Bây giờ mình sẽ làm tôm. Rồi, lột con xong thì bay phải băm. Băm ít hạt. Cái thì mình có bột ngọt với nữa muỗng nước mắm. Chiên. Chan đều chứ. Rồi sau mình cắt tiêu. Mình để tiêu lên. Để nhiều hay ít gì cũng được hết. Rồi xong. Ok. Rồi mình chọn cái tôm xong rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô cái nước với cái chicken broth hồi nãy. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vô một nửa muỗng bột ngọt để nêm. Hơi nhiều. Giờ bây giờ mình sẽ để cái bánh canh vô đây hết vô luôn. Thêm hộp nữa là hai hộp. Rồi một hộp nữa là ba hộp. Là cái nồi này nấu ba hộp luôn. Bây giờ mình sẽ đổ nước cốt vô. Nước cốt dừa vô. Nhưng bây giờ mình sẽ ăn thử. Hello. Giờ ăn thử món Michelle nấu nha. Bánh canh mặn của miền Tây á.
sắp căng. Giờ ăn thử coi ngon không nè. Ngon. Nó bé, nó có dừa ha, nó thơm. Cái này như miền Tây có thôi chứ mình kiểu Việt Nam mình đâu có ăn ha. Vậy đó má mi có ăn lần ở chỗ kia mà không ngon. Không ngon. Bánh canh nó bở. Ở đây nó dai ha. Này bà, bánh canh mặn. Ăn thử. Con nấu á, con ăn thử. Ừ. Xe nấu á, à, ăn thử là ngon. Lần đầu tiên mình xe nấu. Ngon. Béo. Béo, đậm đà, ngon. Mà cái bánh canh bột dai ha, nó không có bở. Bánh canh bột dai không có bở. Xeo giỏi quá. Hello mọi người. Bữa nay Hải Diệp đi làm về rất là hân hạnh được thử cái món gọi là bánh canh mặn của con gái của Hải Diệp nấu nha. Bây giờ ăn thử coi coi chất lượng như thế nào nha. Mà Hải Diệp nấu nè. Hú hồn luôn. Ngon mà. Ngon. Nhiêu điểm? 8 điểm. 8 điểm là tại vì á, ngon. Nhưng mà nếu mà cái này mà nêm cho nó đậm đà tí xíu nữa thì còn ngon dữ nữa. 8 điểm. Mới khởi hành nấu vậy là ok rồi. Bánh canh mặn của người miền Tây nè. Trong đây có tôm, xào, nước cốt dừa rồi. Bỏ tiêu rồi vô ăn rất là ngon các quý vị. Ăn để nhớ về quê hương miền Tây. Người nào người miền Tây thì thấy cái món này là phải thèm. Bé biết đúng không? Phải thèm. Trời lạnh này ăn này là thấy có ngọt luôn. Ngon. Good girl. Giỏi. Mà ngoại cho mình xem 10 điểm. Dừa miệng ăn. Nhưng ở đây còn đó là sướng sướng đúng không? Dừa miệng. Mà cũng dừa cái nước dừa béo. Tương Lam ra là đã làm đầu bếp à. Đầu bếp hả? Ai có thích mà xe dịp nhớ đăng ký kênh ủng hộ. Chia sẻ và cho một like. Thank you very much. Bye. Hẹn gặp lại video kế tiếp nha. Bye bye, bye.